cả nhà thân yêu đã đến với channel của Lê Thành. Là Thành ca đồng cả nhà thân yêu ơi. Thành sẽ làm một tiêu đề bữa nay là cá chồi. Cá chồi để nghỉ trưa nghỉ mát rồi, với lại mùa này mùa mưa nữa. Bắt buộc phải làm, nếu mà làm ngoài đồng á, gặp mưa là chạy vô liền. Đây, cả nhà thấy không? Phía sau Thành đó. Những cái chàm Thành đã chuẩn bị trước rồi. Giờ Thành sẽ bắt đầu từng công đoạn nha. Mời cả nhà cùng Thành làm từng công đoạn nha. Đây là những cái chàm mà Thành đã chuẩn bị trước để làm cột với làm kèo. Rồi giờ Thành sẽ tua nhanh để làm từ từ nha cả nhà. Vừa hoàn thành xong cái máy này cả nhà ơi, chưa xong nữa mà trời giờ đang chuẩn bị chuyến mưa nè. Đó, đang còn lùi à, gió lên nữa nên chắc Thành phải ngưng rồi để mai Thành giải quyết tiếp cả nhà ơi. Chưa xong nữa, còn thiếu mấy cây. Đây, đóng xong cái nóc này bắt đầu mình sẽ mua bạc về, mình trải lên trên, rồi mình sẽ cột lại và nó sẽ mát. Chứ thêm một miếng đen này nè, chùm lên trên. Miếng này là gọi là miếng lưới giảm nhiệt á. Đó. Còn giờ trời nó đang đen rồi cả nhà, từ xa xa đó, nó đang hồi lùi. Nè, nguyên cái bầu trời đen luôn. Trời sắp chuyển mưa rồi. Thôi, coi như video bữa nay mình quay tới đây thôi. Mai chắc làm tiếp quá cả nhà ơi. Đây là ngày thứ ba rồi. Giờ là công đoạn mình phủ bạc lên mấy nhà. Đây mình mới mua bạc. Rồi một số dây này. Số dây này là mình sẽ chặn ngang. Chặn ngang trên cái nóc nè. Chặn ngang cho nó khoảng cách từ dây này tới dây kia là 2 tấc. Để cho nó đừng có bị mà động nước á, nó nặng cái miếng mũ. Và đây là một số dây mình đã chuẩn bị chở sẵn. Đây là dây mình đã chuẩn bị rồi. Còn đây á là cái miếng lưới mà gọi là miếng lưới mát đi. Là khi mình trải cái miếng mũ lên rồi, mình trải cái miếng này lên, đặng cho một phần á là nó không có nóng, nhưng một phần nó không có hư mũ của mình. Rồi, giờ Thành sẽ làm công đoạn nha cả nhà.
mái nhà, nhà chòi. Còn nhiều công đoạn quá nên Thành chắc sẽ kết thúc cái video gọi là tập 1 đi. Mới cho xong mái nhà. Còn mà làm đóng vách rồi làm cái giường nữa thì sẽ là phần 2 cả nhà. Rồi, đây để Thành quay vô bên trong. Hồi nãy đang làm chỉ mưa, tưởng đâu mưa mát, ai ngờ không có mưa luôn. Là đây. Đó. Thành lấy từ cọng dây như vậy, cách nhau khoảng 2 tấc. Tràn qua, đằng khi mưa xuống á nó không có sao, không có động dũng. Là mình không có mất công mà phải chổi nó lên. Đó. Thì ở trong cả nhà đã thấy rồi đó. Đó. Này Thành làm cây á thì ở đây có sẵn nên Thành không có mua. Rồi dây á, cũng có sẵn luôn, chỉ có tốn tiền 10.000 đinh với miếng bạc với miếng mát là khoảng 400.000, là không tới 500. Mà làm thì tới đầu 5 ngày lận, 5 ngày hoàn thành xong. Nên cũng hơi khá lâu. Tại vì công đoạn làm á, mỗi một lần làm á, thì chỉ mưa phải vô nên nó rất là lâu. Đó. Này cái tai hại là mình đã làm mà. Nè các nhà thấy không? Chiều nắng á nó gọi qua tới bên vách mé bên đây luôn. Nên bắt buộc mình phải làm cái vách đó. Thằng có nắng á, nó có dạo vô đây được. Làm vách đó. Rồi còn mấy vách này thì để thông thoáng cho gió nó vô mát. Thành sẽ làm một cái giường, lấy cái cây này nè. Đó. Thành sẽ làm một cái giường để mình nghỉ trưa. Rồi. Thành kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video lần sau. Bye bye.